Song Joong Ki diễn vì đam mê, không nhận cắt xê trong phim mới vì để làm điều này. Song Joong Ki đã không nhận cắt xê để tăng thêm một chút tâm huyết cho phim điện ảnh kinh phí thấp. Mới đây, Việt Nam diễn viên nổi tiếng Song Joong Ki xác nhận tham gia đoàn phim Hoa Rừng của đạo diễn Kim Trang, Hun đã tạo nên rất nhiều sự tò mò xen lẫn hào hứng, chờ đợi từ phía cư dân mạng. Không những vậy, một quan chức cho biết, nam tài tử họ Song đã dốc sức cả trong lẫn ngoài ở tác phẩm lần này bằng cách không nhận tiền cát xê khiến khán giả ngỡ ngàng. Theo đó, một người có quan hệ đã tiết lộ với GTBC News rằng Hoa Rừng trong giới Chun Rumo từ sớm đã thu hút sự quan tâm bởi đó là phim có Song Joong Ki. Đây là một phim mà Song Joong Ki đã lựa chọn nhưng thật ra quy mô của phim này không lớn, nó được sản xuất như một bộ phim điện ảnh kinh phí thấp. Quyết định tham gia của Song Joong Ki cũng đã là điều đáng ngạc nhiên nhưng càng ngạc nhiên hơn khi anh ấy không nhận cát xê. Không những thế, một nguồn thông tin khác còn cho biết Song Joong Ki đã không nhận cát xê để tăng thêm một chút tâm huyết cho phim điện ảnh kinh phí thấp. Nhờ điều này, độ tò mò về tác phẩm từ phía khán giả cũng tăng lên rất nhiều. Được biết, Hoa Rừng là bộ phim kể về cuộc gặp gỡ giữa Jang Ki-woo, Hong Sa-bin, một thanh niên muốn được thoát khỏi địa ngục hiện thực và Ji-jeon, Song Joong-ki, một tên boss cấp trung trong một thế giới đầy nguy hiểm. Tin tức Song Joong-ki sẽ tham gia vào Hoa Rừng đã phảng phất lan truyền trong giới quan chức từ đầu năm nay. Sao Nam Hậu Duệ Mặt Trời chia sẻ, được tham gia vào Hoa Rừng khiến tôi rất vui, bộ phim cũng là thử thách mới cho bản thân nên tôi cũng có cảm giác rất khác biệt. Được ở trên phim trường nóng bỏng và nhiệt huyết làm việc cùng đạo diễn và các diễn viên khiến tôi rất kỳ vọng. Theo dõi Sao Star để cập nhật thêm những thông tin mới nhất liên quan đến bộ phim.